Chào mừng các bạn đến với các bài giảng về toán và LaTeX của tôi. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài học luyện tập về đạo hàm, bài toán đạo hàm dạng tham số, một nội dung trong môn học toán cao cấp giải tích 1 của chúng ta. Trong phần bài học hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập về các bài toán tính đạo hàm cấp 1 dạng tham số và đạo hàm cấp 2 dạng tham số. Chúng ta cùng xem qua các ví dụ chúng ta sẽ học trong nội dung bài giảng hôm nay. Chúng ta sẽ có 10 ví dụ trong bài học hôm nay. Trước khi đi vào các ví dụ về bài toán đạo hàm cấp 1 dạng tham số, đạo hàm cấp 2 dạng tham số, chúng ta cùng xem lại các quy tắc tính đạo hàm chúng ta đã được học trong các bài học trước. Các quy tắc tính đạo hàm chúng ta cần ghi lưu ý là bảng các đạo hàm thường gặp, đạo hàm của hàm đạo hàm tổng hiệu tích thương, đạo hàm của hàm số hợp, đạo hàm của hàm số ngược, đạo hàm của hàm cho mỗi phương trình tham số và đạo hàm của hàm ẩn. Nội dung của bài học hôm nay chúng ta là về các bài toán về đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2 ở dạng tham số. Do đó chúng ta cùng xem lại kỹ hơn về cách tính đạo hàm cấp 1 dạng tham số và đạo hàm cấp 2 dạng tham số. Chúng ta có y là một hàm số theo biến số x, y bằng fx. Tuy nhiên chúng ta không có công thức biểu diễn trực tiếp y theo x, mà hàm số này được cho ở dạng tham số. X là hàm số xt, x phụ thuộc vào biến t. Y bằng yt, y cũng là hàm theo biến số t. T ở đây sẽ trở thành tham số. Thì khi đó công thức tính đạo hàm y phẩy theo x sẽ bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Chúng ta tính đạo hàm y phẩy t này, tính đạo hàm x phẩy t và đưa ráp vào cái công thức đạo hàm dạng tham số này. Thì đây là đạo hàm cấp 1 y phẩy theo x. Nếu bài toán hỏi về đạo hàm cấp 2 dạng tham số, thì sau khi tính đạo hàm cấp 1 y phẩy x bằng y phẩy t theo x phẩy t này rồi, thì cái đạo hàm cấp 1 chúng ta có thể đang còn phụ thuộc vào biến số t. Khi đó chúng ta tính đạo hàm y 2 phẩy x này là có nghĩa là chúng ta lấy cái y phẩy x này. Sau khi tính được đạo hàm cấp 1 này, thì trong công thức đạo hàm cấp 1 này, chúng ta tiếp tục đạo hàm một lần nữa theo biến x, thì chúng ta được y 2 phẩy x. Vì cái y phẩy x này có thể đang phụ thuộc tham số t,
Nên do đó, khi tính đảo hàm y phẩy x, đảo hàm một lần nữa theo biến x, thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng công thức đảo hàm dạng tham số. Do đó, chúng ta được là y 2 phẩy x sẽ bằng y phẩy x, rồi lấy đảo hàm tiếp lần nữa theo t, trên cho x phẩy theo t. Đây là công thức đảo hàm cấp 2 theo biến x phụ thuộc của hàm cho ở dạng tham số. Chúng ta có lưu ý là một số hàm dạng tham số có thể rút tham số để đưa về dạng thông thường. Đó là hàm x phụ thuộc vào t theo công thức là phi t. Thì chúng ta nếu tìm được cái hàm phi trừ 1, hàm ngược phi trừ 1 x, t bằng phi trừ 1 x, thì khi đó y bằng ft sẽ bằng f của phi trừ 1 x. Thì chúng ta có thể tính đảo hàm y theo biến x thông thường. Chúng ta cùng đến với các ví dụ cho buổi học. Ví dụ số 1. Chúng ta có ví dụ 1. Tính đảo hàm y phẩy bằng y phẩy x của hàm số y bằng yx được cho bởi dạng tham số x bằng log np của 1 cộng t bình phương, y bằng 2t trừ cho 2 arc tan t. Chúng ta chọn một trong 4 đáp án A, B, C, D. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi lời giải của bài toán này. Trước khi theo dõi lời giải, các bạn có thể tạm dừng video và hãy giải trước, rồi sau đó đối chiếu với đáp án và lời giải đưa ra. Chúng ta có lời giải. Đây là bài toán tính đảo hàm của hàm cho ở dạng tham số, nên do đó chúng ta vận dụng trực tiếp cái công thức đảo hàm dạng tham số ở đây. Đảo hàm y phẩy theo x thì bằng y phẩy theo t chia x phẩy theo t. Công thức tham số cho ở đề bài ở đây là x bằng log np của 1 cộng t bình phương, y bằng 2t trừ cho 2 arc tan t. Vậy chúng ta hãy đi tính các đảo hàm y phẩy và x phẩy này theo biến t. Nên do đó chúng ta cần vận dụng các công thức đảo hàm liên quan. Ở đây chúng ta có đảo hàm của arc tan và đảo hàm của log np, nên do đó chúng ta ghi nhớ các công thức đảo hàm này. Chúng ta tra cứu ở bảng các đảo hàm đã có. Chúng ta có tìm vào bảng đảo hàm. Các đảo hàm cơ bản thì log np của u đảo hàm là bằng u phẩy trên u. Arc tan của x đảo hàm là 1 trên 1 cộng x bình phương. Từ đó chúng ta giải bài toán ví dụ 1. Đảo hàm y phẩy theo x thì bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Hàm y chúng ta là 2t trừ 2 arc tan t. Hàm x của chúng ta là log np 1 cộng t bình phương. Bây giờ tính 2t trừ 2 arc tan t đảo hàm. 2t đảo hàm thì bằng 2. 2 arc tan t đảo hàm. Arc tan t đảo hàm là chúng ta dùng công thức đảo hàm của hàm arc tan này. Arc tan t đảo hàm thì bằng 1 trên 1 cộng t bình phương. Thì trừ 2 arc tan t đảo hàm là trừ 2 trên 1 cộng t bình phương. Còn log np của 1 cộng t bình đảo hàm là gì? Thì chúng ta căn cứ vào công thức đảo hàm của log np của u. U là một hàm số. Thì log np của u đảo hàm bằng u phẩy trên u. Vậy áp dụng ở đây u là gì các bạn? U ở công thức đối với ở đây là 1 cộng t bình phương. Vậy u phẩy là 2t, 1 cộng t bình phương phẩy là 2t. U phẩy trên u là 2t trên 1 cộng t bình phương. Như vậy chúng ta đã tính ra được đảo hàm cấp 1 y phẩy x này. Kết quả này chưa có rút gọn. Kết quả đang phụ thuộc vào tham số t và chưa rút gọn. Thì chúng ta biến đổi rút gọn biểu thức. Bây giờ các bạn biến đổi cái tử số 2 trừ 2 trên 1 cộng t bình phương này. Chúng ta rút gọn quy đồng 2 nhân 1 là 2 cộng 2t bình phương, rồi trừ cho 2 trên cho 1 cộng t bình phương. Chúng ta đang biến đổi cái tử số. Cái mẫu số ở đây là 2t trên 1 cộng t bình phương. Tử số tiếp tục rút gọn ở đây, 2 cộng 2t bình trừ 2 là bằng 2t bình. Bây giờ chúng ta rút gọn phân số, chia phân số là nhân nghịch đảo. Chúng ta sẽ khử được ở đây là gì?
1 cộng t bình sẽ gạch với 1 cộng t bình, ta triệt tiêu đi, 2t bình chia cho 2t thì sẽ bằng là t. Vậy đạo hàm y phẩy x chúng ta là bằng t. Sau khi có kết quả đạo hàm y phẩy x này đang phụ thuộc vào biến số t, đang phụ thuộc tham số t, kết quả là y phẩy x bằng t, ta đối chiếu với 4 đáp án. Thì trong 4 đáp án này chúng ta có đáp án B là y phẩy x bằng t, do đó chúng ta chọn đáp án B. Chúng ta đã giải xong ví dụ 1. Các bạn có giải đúng với kết quả này hay không? Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ số 2. Tính đạo hàm y phẩy bằng y phẩy x của hàm số y bằng x được cho bởi dạng tham số x bằng áp tan của t, y bằng log nếp p của t. Chúng ta chọn một trong 4 đáp án A, B, C, D. Bây giờ các bạn cũng hãy tạm dừng video và hãy giải trước ví dụ 2 này, rồi sau đó đối chiếu với lời giải và đáp án được đưa ra. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với phần trình bày lời giải của ví dụ số 2. Trong ví dụ số 2 này thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta giải theo hai cách. Đầu tiên chúng ta xem lời giải cách thứ nhất. Cách thứ nhất, chúng ta sử dụng trực tiếp công thức đạo hàm dạng tham số y phẩy theo x thì bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Đề bài đã cho ở đây là hàm số x thì bằng áp tan t, y bằng log nếp p của t. Từ đó công thức liên quan ở đây là đạo hàm của hàm log nếp p và đạo hàm của hàm áp tan log nếp p của x, đạo hàm bằng 1 trên x. Đây là công thức ở bảng đạo hàm của các hàm số thường gặp. Áp tan của x, đạo hàm thì bằng 1 trên 1 cộng x bình phương. Thì dựa vào việc giải nhiều các bài tập thì chúng ta sẽ nhớ được các công thức đạo hàm này. Từ đó y phẩy x sẽ bằng y phẩy t trên x phẩy theo t. Y là log nếp p của t và x là áp tan t. Log nếp p của t, đạo hàm thì bằng 1 trên t. Áp tan t, đạo hàm là bằng 1 trên 1 cộng t bình phương. Chúng ta rút gọn phân thức đại số này, chia phân số là nhân với nghịch đảo. Thì chúng ta được nghịch đảo ở đây là 1 cộng t bình phương trên t. 1 cộng t bình phương chia t, chúng ta lấy 1 chia t, rồi cộng với t bình chia t. Rồi kết quả là y phẩy x bằng t cộng với 1 phần t. Các bạn hiểu được phép biến đổi này hay không? Sau khi có đạo hàm y phẩy x, chúng ta đối chiếu với đáp án đưa ra. Y phẩy x chúng ta tính được là t cộng 1 phần t thì tương ứng với đáp án C của chúng ta. Vậy các bạn có giải ra được đúng đáp án C hay không? Đây là cách giải thứ nhất, chúng ta đã tìm được đáp án C. Bây giờ chúng ta cùng xem lời giải cách thứ hai. Cách thứ hai chúng ta giải với lưu ý ở cái phần đạo hàm dạng tham số. Một số hàm dạng tham số có thể rút tham số để đưa về dạng thông thường. Đó là những hàm x bằng phi t mà chúng ta rút được t bằng hàm ngược phi trừ 1 x. Thì từ đó y bằng ft sẽ bằng f của phi trừ 1 x. Vậy ở đây hàm số x của chúng ta là gì? X bằng áp tan t. Vậy hàm áp tan t này có hàm ngược hay không? Hàm tan là hàm ngược của hàm áp tan. Áp tan và tan là hai hàm ngược của nhau. Thì x bằng áp tan t thì tương đương với t bằng tan x. Chúng ta chỉ cần đổi chéo hai biến x và t này. Chúng ta biết hàm áp tan và hàm tan là hai hàm ngược của nhau. Ta đổi chéo vị trí của x và t. Thì x bằng áp tan t tương đương với t bằng tan x. Thì từ đó chúng ta sẽ tính đạo hàm y phẩy theo x. Bây giờ y chúng ta là log nếp p của t, là đang phụ thuộc tham số t, mà t thì bằng tan x. Vậy chúng ta thay cái t này bởi tan x thì y bây giờ sẽ trở thành là log nếp p của tan x. Do đó chúng ta tính đạo hàm thông thường, không còn phụ thuộc vào tham số t nữa. Chúng ta gặp công thức đạo hàm gì ở đây thì chúng ta sẽ phải tra cứu lại bảng các đạo hàm thường gặp. Ở đây chúng ta có hàm hợp log nếp p của tan x, đạo hàm. Thì log nếp p của u, đạo hàm là bằng u phẩy trên u.
Vậy log lên p của tan x đạo hàm là tan x phẩy trên tan x. U ở đây là tan x. Vậy từ đó lại xuất hiện công thức đạo hàm của hàm tan. Chúng ta lại tra cứu bảng đạo hàm các hàm thường gặp. Hàm tan x có đạo hàm là gì? Là 1 cộng tan bình phương x. Hàm tan còn có công thức đạo hàm nữa là 1 trên cos bình phương x. Bởi vì đây là công thức lượng giác cơ bản. 1 cộng tan bình x thì bằng 1 trên cos bình phương x. Chúng ta có thể sử dụng một trong hai công thức này. Ở đây chúng ta có tan x đạo hàm là bằng 1 cộng tan bình phương của x. Như vậy chúng ta đã tính được đạo hàm y phần x này không phụ thuộc vào tham số t nữa. Y phẩy x bằng 1 cộng tan bình phương x trên tan x. Tuy nhiên trong 4 đáp án, nếu giải sang cách thứ hai thì trong 4 đáp án lại các đáp án này lại phụ thuộc tham số t, nên do đó chúng ta cần biến đổi cái y phẩy x này về theo tham số t. Thì chúng ta chỉ việc thay trở lại tan x này là bằng t. Vậy ở đây là 1 cộng t bình trên t sẽ bằng là 1 trên t cộng với t. Chúng ta đã được kết quả đạo hàm y phần x biểu diễn theo tham số t. Thì từ đó chúng ta cũng đưa ra được đáp án tương ứng ở đây là đáp án C. Như vậy chúng ta đã giải xong ví dụ số 2. Các bạn hiểu được phần trình bày lời giải ví dụ số 2 hay không? Chúng ta có ví dụ số 3. Tính đạo hàm y phẩy bằng y phẩy x tại x0 bằng pi đến 4 của hàm số y bằng yx được cho bởi dạng tham số x bằng arctan của t, y bằng log lên p của t. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D lựa chọn. Chúng ta nhận thấy bài toán này công thức hàm số ở đây x bằng arctan t và y bằng log lên p của t là giống với ví dụ số 2 mà chúng ta vừa mới giải, x bằng arctan t, y bằng log lên p của t. Nhưng trong ví dụ 2 là chúng ta tính đạo hàm y phẩy x không tính tại điểm cụ thể nào. Còn trong ví dụ số 3 là chúng ta tính đạo hàm y phẩy x nhưng tại cái giá trị cụ thể ở đây là x0 bằng pi 4. Chúng ta hiểu là sau khi tính xong đạo hàm rồi, chúng ta thay giá trị pi 4 vào để trả lời kết quả. Vậy trong bài toán này chúng ta sử dụng kết quả đã có ở ví dụ số 2. Nếu chúng ta chưa giải ví dụ số 2 thì chúng ta vận dụng công thức đạo hàm dạng tham số ở đây là gì? X bằng arctan t, y bằng log lên p của t thì y phẩy x sẽ bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Rồi công thức đạo hàm logarithm p của x thì bằng 1 phần x. Đạo hàm của arctan x thì bằng 1 trên 1 cộng x sở bình phương. Thì sử dụng các công thức đạo hàm này chúng ta đã giải ở cái ví dụ số 2. Chúng ta có thể xem lại ví dụ số 2. Thì đạo hàm y phẩy x là bằng t cộng 1 phần t này. Thì đến đây trong khi giải ví dụ số 3 thì sẽ có một số bạn có sự nhầm lẫn là bài toán hỏi đạo hàm tại pi đến 4. Sau khi các bạn đã có kết quả y phẩy x là t cộng 1 trên t này, các bạn thay x này bằng pi đến 4 thì nhiều bạn sẽ viết ở đây t là các bạn thay bằng pi đến 4, t này là pi đến 4 thì khi đó sẽ sai kết quả. Lý do vì sao các bạn biết không? Tại sao chúng ta không thay pi đến 4 vào đây? Thì rõ ràng các bạn đã nhìn thấy đề bài là hỏi tại x bằng pi đến 4. Và trong khi đó công thức đạo hàm gấp 1 y phẩy x này đang còn phụ thuộc vào biến số t. Thì các bạn thay t bằng pi đến 4 là sai. Vì cái pi đến 4 đó là của biến x chứ không phải của biến t. Vậy chúng ta phải tìm cái biến t này khi x sở bằng pi đến 4 đã. Khi x sở bằng pi đến 4 này thì t bằng bao nhiêu? Thì khi đó chúng ta mới thay thế vào cái công thức y phẩy x này được. Nên do đó chúng ta vẫn phải sử dụng cái biến đổi ngược của cái hàm arctan này. Chúng ta có công thức biến đổi ở đây là x bằng arctan t thì t sẽ bằng tan x. Arctan và tan là hai hàm số ngược của nhau. Chúng ta chỉ cần đổi chéo vị trí hai biến x và t này. Tại x sở bằng pi đến 4 thì có nghĩa là arctan của t này bằng x, ở đây là pi đến 4 thì tương đương với t là tan của x.
có nghĩa là T là tang của pi nhân 4. Tang pi nhân 4 bằng gì các bạn? Tang pi nhân 4 chúng ta là bằng 1. Như vậy chúng ta đã có giá trị của tìm được giá trị của T khi x bằng pi nhân 4 rồi. Bài toán hỏi đạo hàm tại x bằng pi nhân 4 thì có nghĩa là khi đó T bằng 1. Chúng ta thay giá trị T bằng 1 vào công thức đạo hàm y phẩy x ở đây. Chúng ta được y phẩy tại x pi nhân 4 sẽ bằng 1 cộng 1 phần 1 là bằng 2. Thì đây là kết quả đạo hàm y phẩy pi nhân 4. Các bạn hiểu được lời giải này hay không? Từ kết quả này chúng ta đối chiếu một trong bốn đáp án. Chúng ta nhìn bốn đáp án và trả lời kết quả. Chúng ta chọn đáp án B, y phẩy pi nhân 4 bằng 2. Như vậy chúng ta đã có đáp án cho ví dụ số 3. Chúng ta tiếp tục đến với ví dụ 4. Tính đạo hàm y phẩy bằng y phẩy x tại x0 bằng pi nhân 3 của hàm số y bằng y x được cho bởi dạng tham số x bằng arctan t, y bằng t bình phương trên 2. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Các bạn hãy tạm dừng video và hãy giải để tìm đáp án ví dụ 4 này trước, rồi sau đó đối chiếu với lời giải được đưa ra. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi cái lời giải cách thứ nhất. Trong cách thứ nhất này, chúng ta sử dụng trực tiếp công thức đạo hàm dạng tham số. Đạo hàm y phẩy x thì bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Hàm x chúng ta là bằng arctan t, hàm y bằng t bình phương trên 2. Như vậy, trong công thức đạo hàm này, chúng ta sẽ sử dụng đạo hàm cơ bản ở đây là arctan của x đạo hàm thì bằng 1 trên 1 cộng x bình phương. Thì bây giờ chúng ta sử dụng công thức đạo hàm tham số thì y phẩy t, y chúng ta là t bình trên 2, y phẩy t là t bình trên 2 phẩy. Mẫu số x phẩy t ở đây là arctan của t phẩy. T bình trên 2 phẩy thì bằng gì các bạn? Chúng ta dễ dàng trả lời được đúng không? Đạo hàm của t bình phương, đạo hàm chúng ta đang tính theo t. T bình trên 2 đạo hàm là bằng t. Còn arctan t đạo hàm bằng gì? Chúng ta đi làm lại một số bài tập thì chúng ta nhớ được công thức đạo hàm của hàm arctan này. Công thức đạo hàm cơ bản là theo biến x, còn bây giờ theo biến t thì arctan t đạo hàm là 1 trên 1 cộng t bình phương. Chúng ta đã tính được đạo hàm y phẩy x này đang phụ thuộc vào biến t. Chúng ta có rút gọn được cái phân thức này không? Phép toán chia phân số là nhân với nghịch đảo. Vậy t mà đem chia cho 1 trên 1 cộng t bình phương thì nhân nghịch đảo sẽ được là 1 cộng t bình phương nhân t. Khai triển ở đây nữa là t nhân 1 là bằng t, t nhân t bình phương là t lập phương. Như vậy đạo hàm y phẩy x được kết quả là t cộng t lập phương. Nếu bài toán chỉ hỏi đạo hàm y phẩy x thì đến đây thì chúng ta trả lời được kết quả rồi. Tuy nhiên trong bài toán chúng ta là hỏi đạo hàm y phẩy x tại x0 bằng pi nhân 3. Vậy chúng ta cần phải tìm giá trị của biến tham số t khi x bằng pi nhân 3 để chúng ta thay vào tính đạo hàm y phẩy tại pi nhân 3 này. Như vậy chúng ta lưu ý một lần nữa là không có nhầm lẫn thay t bằng pi nhân 3 vì pi nhân 3 này là của x chứ không phải của t. Vậy với x bằng pi nhân 3 thì có nghĩa là arctan t bằng pi nhân 3. Chúng ta nhớ được cách tìm t nữa hay không? T bằng gì? Arctan t bằng pi nhân 3 thì t sẽ là tan của pi nhân 3. Tan của pi nhân 3 bằng bao nhiêu? Tan pi nhân 3 là căn 3. Vậy chúng ta thay t bằng căn 3. Đạo hàm y phẩy tại x bằng pi nhân 3 là bằng ở đâu có t, chúng ta thay căn 3 vào. Căn 3 cộng căn 3 lập phương là bằng 4 căn 3. Từ đó đối chiếu đáp án, chúng ta lựa chọn đáp án nào các bạn? Chúng ta có đáp án A, y phẩy tại pi nhân 3 bằng 4 căn 3. Ở đây chúng ta đã có đáp án A theo lời giải cách thứ nhất là chúng ta sử dụng công thức đạo hàm dạng tham số. Với bài này chúng ta có cách giải thứ hai. Chúng ta cùng xem lời giải cách 2.
Với lời giải cách thứ hai, chúng ta xuất phát từ công thức biến đổi hàm ngược của hàm arc tan. Chúng ta có x phụ thuộc vào tham số t, x bằng arc tan t thì tương đương với t bằng tan của x. Như vậy chúng ta đã biểu diễn rút được tham số t, t bằng tan của x. Từ đó hàm y chúng ta theo công thức tham số là y bằng t bình phương trên 2. Mà t bằng tan x rồi, vậy y sẽ bằng tan bình phương của x trên 2. Thì từ đó chúng ta hàm y đã không còn phụ thuộc tham số t nữa. Chúng ta tính đạo hàm thông thường của hàm y theo biến x. Vậy ở đây chúng ta cần sử dụng các công thức đạo hàm nào? Ở đây y là bình phương của cái hàm tan, có nghĩa là u mũ alpha. U ở đây là tan x. Tan x tất cả mũ 2 chúng ta biết là tan bình phương x này. Ở đây là tan x rồi tất cả tan đó mũ 2 bình phương lên, chứ không phải là tan của x bình phương, mà đây là tan bình phương của x. Vậy chúng ta áp dụng công thức u mũ alpha đảo hàm thì bằng alpha nhân với u mũ alpha trừ 1 nhân u phẩy. Ta đang tính y phẩy x, tan bình phương x trên 2 phẩy. Trên 2 này là hằng số, chúng ta đưa cái hằng số ra ngoài, 1 phần 2 đưa ra ngoài. Chúng ta được 1 phần 2, tan bình x ở đây là u mũ 2 phẩy thì bằng 2 u mũ 2 trừ 1 nhân u phẩy. Có nghĩa là tan bình phương x đảo hàm là bằng 2 tan x nhân với tan x phẩy. Chúng ta đang dùng công thức này nhé các bạn hiểu được không? Alpha là số mấy, u là gì? Alpha ở đây là số 2, u ở đây là tan x. Chúng ta có rút gọn tiếp là 1 phần 2 nhân 2 là bằng 1 rồi. Còn tan, đảo hàm của hàm tan là gì? Đảo hàm của hàm tan là 1 cộng tan bình phương x này. Vậy y sẽ bằng tan x nhân với 1 cộng tan bình phương x. Chúng ta đã tính được đảo hàm y phẩy x đây rồi. Bài toán hỏi đảo hàm tại x bằng pi 3. Thế bây giờ chúng ta không cần tìm t nữa vì công thức đảo hàm này đã phụ thuộc vào biến x. Chúng ta chỉ việc thay ở đâu có x, chúng ta thay pin 3 vào. Y phẩy pin 3 là tan của pin 3 rồi nhân với 1 cộng tan bình phương của pin 3. Chúng ta sử dụng máy tính hỗ trợ hoặc là chúng ta ghi nhớ tan của pin 3 thì kết quả chúng ta là 4 căn 3. Chúng ta đã chọn được đáp án ở đây là đáp án A. Như vậy chúng ta đã tìm được đáp án của ví dụ số 4 theo cả hai cách giải. Chúng ta đến với ví dụ số 5. Tính đảo hàm y phẩy bằng y phẩy x tại x0 bằng 1 của hàm số y bằng yx được cho bởi dạng tham số x bằng e mũ 2t, y bằng 1 cộng t bình phương. Chúng ta chọn một trong bốn đáp án A, B, C, D. Chúng ta cũng sẽ tạm dừng video và hãy giải ví dụ số 5 này, sau đó đối chiếu với lời giải được đưa ra nhé các bạn. Bây giờ chúng ta cùng xem lời giải cách thứ nhất. Trong cách thứ nhất này chúng ta sử dụng trực tiếp công thức đạo hàm dạng tham số y phẩy theo x thì bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Hàm x chúng ta là e mũ 2t thì chúng ta nhớ cho công thức đạo hàm e mũ u đạo hàm thì bằng u phẩy nhân e mũ u. Hàm y chúng ta là 1 cộng t bình phương. Vậy y phẩy x sẽ bằng y phẩy t ở đây là 1 cộng t bình phương phẩy x phẩy t ở đây là e mũ 2t phẩy. 1 cộng t bình phương phẩy bằng gì? Thì rất là đơn giản đúng không các bạn? Dễ dàng trả lời được ngay, đó là 2t. Còn e mũ 2t đảo hàm bằng gì? Thì ta nhìn công thức e mũ u đảo hàm này, u là 2t. Vậy u phẩy nhân e mũ u sẽ là 2 e mũ 2t. Rút gọn số 2 đi. Chúng ta được là y phẩy x sẽ bằng t trên e mũ 2t. Đến đây là chúng ta đã tính được đạo hàm y phẩy x rồi. Bài toán hỏi chúng ta tại x 0 bằng 1 thì bây giờ chúng ta phải thay cái x này là 1 thì chúng ta phải tìm cái t này là bao nhiêu để chúng ta thay giá trị vào, từ đó tính được y phẩy tại 1. Vậy tại x bằng 1 thì chúng ta nhớ là
chúng ta thay công thức của chúng ta là x thì bằng e mũ 2t, mà x bằng 1 rồi, có nghĩa là e mũ 2t bằng 1. Vậy các bạn rút được t ở công thức này hay không? E mũ 2t bằng 1 thì t bằng gì? Chúng ta hãy nhớ lại xem. Ở đây e mũ 2t hàm số mũ. Vậy hàm ngược của hàm số mũ là gì? Thì ta ghi nhớ cho e mũ 2t bằng 1 thì 2t sẽ bằng log np của 1. Hàm số e mũ x và hàm log np là hai hàm số ngược của nhau. E mũ 2t bằng 1 thì 2t là log np của 1. Là log np của 1 thì bằng 0 thì 2t sẽ bằng 0. 2t bằng 0 thì t cũng sẽ bằng 0. Suy ra được t bằng 0. Vậy từ đó y phẩy tại 1 là chúng ta thay t bằng 0 vào. 0 trên e mũ 0. E mũ 0 bằng 1, 0 trên 1 là bằng 0. Vậy chúng ta chọn một trong bốn đáp án thì ở đây đáp án nào thỏa mãn? Đó là đáp án A, y phẩy giải 1 bằng 0. Chúng ta đã có đáp án theo cách giải thứ nhất. Cách giải thứ nhất là chúng ta dùng trực tiếp công thức đạo hàm dạng tham số. Và bây giờ đến với cách giải thứ hai. Cách giải thứ hai là chúng ta sử dụng cái biến đổi hàm số ngược của hàm số mũ e. Chúng ta nhớ cho công thức này. Hàm số e và hàm logarit, hàm số mũ và hàm logarit là hai hàm số ngược của nhau. Thì công thức ở đây là x bằng e mũ t thì tương đương với t bằng log np của x. Chúng ta đổi chéo hai cái biến t và x này. Logarit cơ số e thì chúng ta biết là log np. Chúng ta không cần phải biết cơ số e phía dưới này nữa, chúng ta biết là log np của x này. Thì đây là công thức biến đổi rút tham số t ra. Thì từ đó chúng ta hãy xét xem bài toán chúng ta là x bằng e mũ 2t, chúng ta rút t ra. Đây là công thức x bằng e mũ t thì t bằng log np của x. Nhưng trong bài toán chúng ta không phải là e mũ t mà là e mũ 2t. Thì x bằng e mũ 2t thì theo công thức biến đổi hàm ngược này 2t sẽ bằng log np của x. Chúng ta thay cái t ở số mũ màu đỏ này là 2t. 2t bằng log np của x. 2t bằng log np của x thì t sẽ bằng 1 phần 2 log np của x. Chúng ta lấy t là log np của x chia 2, hay là viết là 1 phần 2 log np của x. Thì từ đó chúng ta thay cái tham số t vào cái công thức của hàm số y này, chúng ta sẽ trở về hàm số thông thường. Y chỉ phụ thuộc vào x nữa, không còn phụ thuộc tham số t. Y bằng 1 cộng t bình phương. Thì 1 phần 2 log np của x bình phương lên là 1 phần 4 log np bình phương của x này. Chúng ta hiểu đến bước biến đổi này hay không? Chúng ta đã khử được tham số t rồi. Hàm y bây giờ chỉ là hàm phụ thuộc vào biến x nữa. Vậy tính đạo hàm y thông thường này chúng ta cần dùng các công thức đạo hàm nào? Ở đây có bình phương của hàm log np của x. Nên do đó chúng ta dùng công thức là u mũ alpha đạo hàm. Alpha ở đây là số 2. U ở đây là log np của x. Thì y phẩy x bằng gì? Đầu tiên 1 này là hằng số đạo hàm bằng 0. Rồi tiếp theo cái số hàng thứ 2, 1 phần 4 này là hằng số ta giữ nguyên ở ngoài. Chúng ta lấy log np bình phương của x đạo hàm thì dùng công thức u mũ alpha. Alpha là số 2, u là log np của x. Vậy chúng ta được 2 u u phẩy 2 log np của x nhân log np của x đạo hàm. Log np của x đảo hàm thì bằng 1 phần x. Log np của x đảo hàm là bằng 1 phần x. Chúng ta rút gọn ở đây là gì? 1 phần 4 nhân 2 là 1 phần 2. Rồi đây có log np của x ở đây. Còn log np của x này đảo hàm là 1 phần x. Vậy rút gọn ở đây là y phẩy x sẽ bằng log np của x trên cho 2x. Chúng ta hiểu được kết quả này không các bạn? Sau khi có đạo hàm y phẩy x này rồi thì bây giờ y phẩy tại 1 thì chúng ta thay số 1 vào log np của 1 trên 2 nhân 1 và log np của 1 thì bằng 0. Do đó y phẩy 1 bằng 0. Chọn đáp án A cho ví dụ số 5. Các bạn có được đáp án đúng với đáp án này hay không?
Bây giờ chúng ta đến với ví dụ số 6, một bài toán về tính đạo hàm cấp 2 dạng tham số. Đề bài của chúng ta là tính đạo hàm cấp 2 y2' bằng y2'x của hàm số y bằng yx được cho bởi dạng tham số x bằng log np của 1 cộng t bình phương, y bằng 2t trừ cho 2 x tan t. Chúng ta chọn một trong bốn đáp án A, B, C, D. Các bạn còn nhớ về công thức tính đạo hàm cấp 2 của dạng tham số hay không? Chúng ta hãy tạm dừng video và hãy giải ví dụ này rồi sau đó đối chiếu với đáp án đưa ra nhé các bạn. Bây giờ các bạn cùng đến với phần lời giải cho ví dụ số 6. Ở đây chúng ta lưu ý là khi chúng ta tính đạo hàm cho bởi phương trình tham số thì chúng ta có công thức đạo hàm cấp 1 là y'x bằng y' theo t trên x' theo t. Thì từ đó đạo hàm tiếp lần nữa cái y'x này theo biến x thì chúng ta được đạo hàm y2'x. Thì cũng theo công thức đạo hàm tham số đưa ra thì chúng ta phải lấy cái y'x phẩy theo t trên x't. Nếu bài toán nào chúng ta rút được tham số t thì chúng ta có thể sử dụng cách thứ hai là đưa cái hàm số y bằng ft trở về bằng f của phi trừ 1x, là chỉ còn phụ thuộc vào biến số x nữa. Thì tùy thuộc vào bài toán mà chúng ta có thể giải được cả hai cách, hoặc có bài chúng ta chỉ giải được theo công thức đạo hàm dạng tham số thôi. Chúng ta cùng trở về lời giải cho ví dụ số 6 chúng ta. Ở đây chúng ta đã có công thức dạng tham số rồi. Cách giải này chúng ta sử dụng trực tiếp công thức đạo hàm dạng tham số. Ở đây chúng ta bài toán hỏi về đạo hàm cấp 2 thì trước hết chúng ta phải tính cái đạo hàm cấp 1 trước cái đó. Chúng ta có y'x thì bằng y't trên x't. Chúng ta ráp cái hàm số y vào và hàm số x vào. Các bạn lưu ý là phần đạo hàm cấp 1 này thì chúng ta đã giải rồi. Đó chính là cái ví dụ thứ nhất của chúng ta. Ở đây x bằng log np của 1 cộng t bình phương, y bằng 2t trừ 2 x tan t này. Thì ví dụ thứ nhất này chúng ta đã có là y phẩy bằng t rồi. Thì trong lời giải của ví dụ 6, chúng ta làm lại cái bước đã giải của ví dụ thứ nhất. Y phẩy x bằng y phẩy t trên x phẩy t. 2t phẩy bằng 2 trừ 2 x tan t phẩy là trừ 2 trên 1 cộng t bình phương. Lốc np 1 cộng t bình phương đạo hàm là 2t trên 1 cộng t bình phương. Rút gọn ở đây sẽ được kết quả là t. Tính được y phẩy x là t rồi. Kết quả y phẩy x mà đang còn phụ thuộc tham số t. Bây giờ chúng ta lại suy nghĩ là y'x này bằng t thì đạo hàm y2'x bằng gì? Thì có nghĩa là chúng ta tiếp tục lấy cái t này đạo hàm lần nữa theo x. Ta có y2'x thì bằng y'x rồi phẩy lần thứ hai theo x lần nữa. Thì y'x này đã bằng t rồi. y'x này chúng ta thay bằng t. Vậy có nghĩa là chúng ta lấy t này phẩy theo x. Thì đến đây chúng ta có là gì? Chúng ta sử dụng công thức hàm số ngược đi, t phẩy theo x thì bằng 1 trên x phẩy theo t. Ta có công thức hàm số ngược là x y bằng fx, thì hàm số ngược nếu có x bằng f trừ 1 y thì x phẩy theo y sẽ bằng 1 trên y phẩy theo x. Thì ở đây là đạo hàm của t theo x, t phẩy theo x thì bằng 1 trên x phẩy theo t. Từ đó chúng ta thay cái công thức của hàm x. Ở đây là log np của 1 cộng t bình phương. x't là log np của 1 cộng t bình phương. Đạo hàm của nó là gì? Chúng ta nhìn công thức là đạo hàm của hàm hợp log np của u. U ở đây là 1 cộng t bình phương. Thì u' là 2t trên u là 1 cộng t bình phương. Từ đó chúng ta có rút gọn ở đây là chia phân số là nhân với nghịch đảo 1 cộng t bình phương trên 2t. Đây là kết quả của y2'x là bằng 1 cộng t bình phương trên 2t. Chúng ta biến đổi
Bài toán này là ở đây là vì y phẩy x chỉ là bằng t nên ở đây biến đổi ngay là t phẩy x bằng 1 trên x phẩy t này. Thì tuy nhiên chúng ta lưu ý là theo công thức đạo hàm của hàm số dạng tham số, chúng ta có thể dùng trực tiếp cái công thức y2 phẩy x này. Y2 phẩy x ở đây sẽ bằng y phẩy x phẩy theo t trên x phẩy theo t. Y2 phẩy x chúng ta là y phẩy x phẩy theo t trên x phẩy theo t. Y phẩy x chúng ta là t. T phẩy theo t thì bằng 1. Còn x chúng ta là log np của 1 cộng t bình phương. Log np 1 cộng t bình phương thì bằng 2t trên 1 cộng t bình phương. Vậy kết quả cũng bằng là 1 cộng t bình phương trên 2t. Như vậy trong lời giải trình bày chúng ta có thể trình bày hai dòng ở dưới này, hoặc là trình bày theo cái phần trong khung này. Chúng ta hiểu không các bạn? Chúng ta trình bày theo phần trong khung này khi mà cái hàm y phẩy x, kết quả y phẩy x không chỉ đơn giản là t như vậy. Thì vì kết quả y phẩy x có thể là những hàm phức tạp hơn. Ở đây trong bài này là y phẩy x bằng t thì chúng ta có thể trình bày theo lời giải ghi ở hai dòng ở dưới này. Còn nếu như không phải là công thức đơn giản t mà có thể những hàm phức tạp khác thì chúng ta hãy trình bày như phần trong khung ở đây nhé các bạn. Thì đây là ví dụ số 6, kết quả là 1 cộng t bình phương trên 2t. Đối chiếu kết quả này với bốn đáp án thì chúng ta chọn đáp án B, y2 phẩy bằng 1 cộng t bình phương trên 2t. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 7. Tính đạo hàm cấp 2 y2 phẩy bằng y2 phẩy x tại x0 bằng pi n4 của hàm số y bằng yx được cho bởi dạng tham số x bằng arctan t, y bằng log np của t. Chúng ta chọn một trong bốn đáp án A, B, C, D. Bây giờ các bạn hãy tạm dừng video và hãy giải để tìm ra đáp án của ví dụ số 7 này. Sau đó hãy đối chiếu với đáp án được đưa ra. Rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi lời giải cho ví dụ số 7. Chúng ta lại tiếp tục một bài toán tính đạo hàm cấp 2 của hàm có dạng tham số. Công thức hàm dạng tham số chúng ta là x bằng arctan t, y bằng log np của t. Để tính đạo hàm cấp 2 thì trước hết chúng ta tính đạo hàm cấp 1 y phẩy x thì bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Y phẩy x chúng ta là log np của t, đạo hàm log np của t trên đạo hàm arctan của t. Chúng ta đang dùng công thức đạo hàm cấp 1 của dạng tham số này. Log np của t đạo hàm bằng 1 trên t. Arctan t đạo hàm bằng 1 trên 1 cộng t bình phương. Chúng ta rút gọn phép toán chia phân số là nhân nghịch đảo 1 trên t mà chia cho 1 trên 1 cộng t bình phương là chúng ta được 1 cộng t bình phương trên t. Hay chúng ta biết được kết quả là t bình trên t là bằng t rồi cộng với 1 phần t. Thì đây là đạo hàm cấp 1 y phẩy theo biến x. Đạo hàm cấp 1 này vẫn đang phụ thuộc vào tham số t. Bài toán hỏi chúng ta đạo hàm cấp 2. Vậy chúng ta lại tiếp tục tính cái y2 phẩy x, là lấy đạo hàm y phẩy x này tiếp tục đạo hàm lần nữa theo biến x. Vậy chúng ta lại dùng công thức đạo hàm dạng tham số cấp 2. Dạng tham số ở đây là chúng ta đã có kết quả y phẩy x rồi, chúng ta lấy y phẩy x này phẩy theo t rồi đem chia cho x phẩy theo t. Thì đây là đạo hàm y2 phẩy x. Vì chúng ta muốn tính phẩy qua biến x lần nữa thì cũng phải sử dụng qua tham số t. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy kết quả y phẩy x đã tính được ở cái đạo hàm cấp 1 ở đây là t cộng 1 trên t rồi. Vậy chúng ta sẽ lấy t cộng 1 trên t phẩy theo t. Rồi trên x phẩy theo t này là arctan t phẩy theo t. Vậy bây giờ các bạn tính được đạo hàm xuất hiện này hay không? Cái tử số này t đạo hàm bằng gì? Rồi 1 phần t đạo hàm bằng gì? Chúng ta nhớ được hay không?
Chúng ta dễ dàng có được là t đảo hàm bằng 1. 1 phần t đảo hàm là trừ 1 trên t bình phương. Còn arc tang t thì công thức ở đây là arc tang t đảo hàm là 1 trên 1 cộng t bình phương. Chúng ta đã tính được đảo hàm y2 phẩy theo kết quả biến t này, tuy nhiên nó chưa có gọn. Chúng ta hãy rút gọn nó. Bây giờ rút gọn thì các bạn dễ dàng biến đổi được như thế nào? Đây tử số là các bạn hiểu là thầy đang quy đồng mẫu số 1 trừ 1 phần t bình là t bình trừ 1 nên t bình. Còn cái mẫu số 1 trên 1 cộng t bình này đang giữ nguyên như vậy đã. Rồi bây giờ khúc này là chia phân số thì nhân nghịch đảo. Chúng ta nhân nghịch đảo lên. Chúng ta hiểu khúc này hay không? Chúng ta nhân nghịch đảo là t bình trừ 1 này sẽ nhân với t bình cộng 1 ở đây. Là tử số t bình trừ 1 nhân với 1 cộng t bình. Mẫu số ở đây là t bình với nhân với 1 này là được t bình. Các bạn rõ kết quả này hay không? T bình trừ 1 trên t bình, tất cả đem chia cho 1 trên 1 cộng t bình là bằng t bình trừ 1 nhân với 1 cộng t bình trên t bình phương. Cái này có thể thu gọn được nữa. T bình trừ 1 nhân với cái 1 cộng t bình phương này là hằng đẳng thức A trừ B nhân A cộng B. Thì nó sẽ bằng t bình bình phương lên rồi trừ cho 1 bình phương là t mũ 4 trừ cho 1 trên t bình phương. Thì từ đó chúng ta đã tính được kết quả y2 phẩy x là bằng t mũ 4 trừ 1 trên t bình phương. Bài toán hỏi tại x 0 bằng pi đến 4. Vậy chúng ta phải thay x bằng pi đến 4. Khi thay x bằng pi đến 4 mà đây là công thức này đang chứa t, vậy chúng ta phải suy nghĩ là phải tìm cái t đã. Tại x bằng pi đến 4 thì arc tang của t bằng pi đến 4. Thì chúng ta nhớ lại trong phần bài tập hôm nay có rất nhiều ví dụ mà sử dụng là arc tang t bằng pi đến 4. Arc tang t bằng x thì t bằng gì? Thì arc tang t bằng pi đến 4 thì t bằng tang của pi đến 4. Tang pi đến 4 bằng 1. Tìm được t bằng 1 rồi, chúng ta thay vào công thức đảo hàm y2 phẩy x này. Thay x là pi đến 4 và thay t là 1. y2 phẩy pi đến 4 bằng 1 mũ 4 trừ 1 trên 1 bình phương là bằng 0. Từ đó chúng ta nhìn vào 4 đáp án, đối chiếu 4 đáp án, kết quả đảo hàm 2 phẩy bằng 0 là đáp án A. Chúng ta chọn đáp án A. Chúng ta đã giải xong ví dụ số 7. Bây giờ chúng ta đến với ví dụ số 8. Tính đảo hàm cấp 2 y2 phẩy bằng y2 phẩy x tại x0 bằng pi đến 3 của hàm số y bằng yx được cho bởi dạng tham số x bằng arc tang t y bằng t bình phương trên 2. Có 4 đáp án A, B, C, D. Chúng ta lựa chọn một trong 4 đáp án này. Trước hết các bạn hãy tạm dừng video và hãy giải ví dụ này rồi đưa ra đáp án. Sau đó các bạn đối chiếu với lời giải và đáp án được đưa ra. Bây giờ chúng ta cùng đến với lời giải của ví dụ số 8. Với ví dụ số 8, chúng ta có hàm có dạng tham số là x bằng arc tang t, y bằng t bình phương trên 2. Để tính đảo hàm y2 phẩy x, thì trước hết chúng ta hãy tính đảo hàm y phẩy x. Chúng ta sử dụng công thức đảo hàm tham số cấp 1 ở đây là y phẩy x bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Hàm x chúng ta là arc tang t, chúng ta sử dụng đảo hàm công thức đảo hàm của hàm arc tang của x đảo hàm là bằng 1 trên 1 cộng x bình phương. Từ đó chúng ta tính y phẩy theo x thì bằng y chúng ta là t bình phương trên 2, y phẩy theo t là t bình phương trên 2 đảo hàm. X chúng ta là arc tang t, x phẩy theo t là arc tang t đảo hàm. T bình trên 2 đảo hàm thì bằng t. T bình phương đảo hàm là 2t, rồi chia 2 còn lại t. Arc tang t đảo hàm là 1 trên 1 cộng t bình phương. T chia cho 1 trên 1 cộng t bình phương là chúng ta nhân nghịch đảo t nhân với 1 cộng t bình phương. T
từ đó khai triển ra t nhân 1 là bằng t, t nhân t bình phương là bằng t lập phương. Sau khi có đạo hàm y phẩy x rồi thì các bạn tính tiếp đạo hàm y 2 phẩy theo biến x, là lấy cái y phẩy x này đạo hàm một lần nữa theo biến x. Vậy để đạo hàm một lần nữa theo biến x thì chúng ta lại sử dụng công thức đạo hàm dạng tham số là y phẩy x phẩy theo t chia cho x phẩy theo t. Kết quả y phẩy theo x là đã có t cộng t lập phương rồi. T cộng t lập phương chúng ta phẩy theo t rồi chia cho x phẩy theo t là arctan t phẩy theo t. T cộng t lập phương mà đạo hàm theo t là gì? T đạo hàm bằng 1, t lập phương đạo hàm là 3t bình phương. Arctan t đạo hàm là 1 trên 1 cộng t bình phương. Lấy 1 cộng 3t bình phương mà đem chia cho 1 trên 1 cộng t bình phương thì chúng ta sẽ nhân nghịch đảo được là 1 cộng 3t bình phương đem nhân với 1 cộng t bình phương. Các bạn hiểu được kết quả này không? Kết quả y 2 phẩy theo x là 1 cộng 3t bình phương nhân với 1 cộng t bình phương. Sau khi có kết quả y 2 phẩy x này, kết quả này đang phụ thuộc vào biến t. Chúng ta cần tính đạo hàm tại y 2 phẩy x tại x0 bằng pi 3. Vậy chúng ta thay x là pi 3, chúng ta phải tìm cái giá trị của t để thay vào công thức. Tại x bằng pi 3 thì chúng ta có arctan t bằng pi 3. Arctan t bằng pi 3 thì t bằng gì các bạn? T sẽ bằng tan của pi 3. Tan của pi 3 là bằng căn 3. Vậy chúng ta thay t bằng căn 3 vào. Y 2 phẩy tại pi 3 sẽ bằng 1 cộng 3 nhân với căn 3 bình phương. Tất cả nhân với ở đây là 1 cộng căn 3 bình phương. Chúng ta sử dụng máy tính hỗ trợ rút gọn biểu thức này, chúng ta được kết quả là 40. Từ đó chúng ta đưa ra đáp án. Kết quả 40 là đáp án C, y 2 phẩy pi 3 bằng 40. Chúng ta đã giải xong ví dụ số 8. Tiếp theo các bạn đến với ví dụ số 9. Tính đạo hàm cấp 2 y 2 phẩy bằng y 2 phẩy x tại x0 bằng 1 của hàm số y bằng x được cho bởi dạng tham số x bằng log nơi p của t, y bằng t lập phương. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Chúng ta chọn một trong 4 đáp án này. Bây giờ các bạn cũng hãy dừng video và hãy giải ví dụ số 9 này. Rồi sau đó đối chiếu với đáp án và lời giải được đưa ra. Bây giờ các bạn cùng đến với lời giải của ví dụ số 9. Trong ví dụ này chúng ta sẽ có hai cách giải. Thì đầu tiên chúng ta xem lời giải theo cách thứ nhất. Chúng ta có công thức dạng tham số của đề bài x thì bằng log dp của t, y bằng t lập phương. Cách thứ nhất này chúng ta giải sử dụng công thức đạo hàm dạng tham số. Đầu tiên chúng ta cần tính đạo hàm cấp 1 y phẩy x sẽ bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Và khi sử dụng công thức này chúng ta sử dụng công thức đạo hàm của log Lepe và đạo hàm của alpha. Chúng ta có y phẩy x thì bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Chúng ta chỉ việc ráp cái y là gì? Y là t lập phương. X là gì? X là log Lepe của t. T lập phương mà đạo hàm là bằng bằng gì các bạn? T lập phương đạo hàm là 3t bình phương. Còn log Lepe của t đạo hàm là gì? Log Lepe của t đạo hàm là 1 trên t. Thì 3t bình phương mà chia cho 1 trên t thì bằng gì? Chúng ta rút gọn chia phân số là nhân với nghịch đảo. 3t bình phương chia cho 1 trên t là bằng 3t lập phương. Như vậy chúng ta đã tính được đạo hàm y phẩy x. Kết quả là 3t lập phương vẫn đang phụ thuộc vào tham số t. Bây giờ tính tiếp đạo hàm y 2 phẩy x thì chúng ta sẽ lấy cái y phẩy x này đạo hàm một lần nữa theo biến x. Và vì đạo hàm theo biến x thì chúng ta sẽ dùng công thức đạo hàm theo tham số là chúng ta lấy y phẩy x này đạo hàm lần thứ hai theo biến t và chia cho x phẩy theo t.
y phẩy x là gì? Y phẩy x là 3t lập phương. Chúng ta lấy 3t lập phương đảo hàm theo t. Rồi x ở đây là log nét p của t, lấy log nét p của t đảo hàm theo t. 3t lập đảo hàm trên log nét p của t đảo hàm. 3t lập phương đảo hàm là được 9t bình phương. Còn log nét p của t đảo hàm là 1 trên t. Vậy 9t bình phương mà chia cho 1 trên t thì bằng gì các bạn? Bằng 9t lập phương. Như vậy chúng ta đã tính được cái y2 phẩy x là 9t lập phương. y2 phẩy x là 9t lập phương. Bài toán hỏi đảo hàm tại x0 bằng 1. Vậy chúng ta sẽ thay x này là 1. Còn t này là bao nhiêu? Chúng ta phải đi tìm t cái đó. X là 1 rồi nhưng mà t thì chưa có. Vậy muốn tìm t chúng ta phải căn cứ vào công thức của hàm số ở đây là x thì bằng log nét p của t. X bằng 1 có nghĩa là log nét p của t bằng 1. Vậy log nét p của t bằng 1 thì t bằng mấy các bạn? Log nét p của t bằng 1 thì t sẽ bằng e mũ 1. Ta sử dụng biến đổi hàm số ngược của hàm mũ và logarit. T bằng e mũ 1 là bằng e. Vậy từ đó y2,1 sẽ bằng 9 e lập phương. Chúng ta thay t bằng e. Đây là kết quả của y2 phẩy tại 1, 9 e lập phương. Đối chiếu với 4 đáp án, 9 e lập phương là đáp án B. Chúng ta chọn đáp án B. Như vậy chúng ta đã có cách giải thứ nhất của ví dụ số 9, sử dụng công thức đảo hàm dạng tham số. Bây giờ chúng ta đến với cách giải thứ hai. Thì trong cách giải thứ hai này thì chúng ta lại tìm cách rút cái tham số để đưa hàm số về dạng thông thường. Chúng ta rút sử dụng cái biến đổi hàm số ngược của hàm mũ và logarit. Hàm số x bằng log nét p của t thì tương đương với t bằng e mũ x. Log nét p và e mũ x là hai hàm số ngược. Chúng ta đổi chéo cái biến x và t này. Từ đó y bằng t lập phương thì sẽ trở thành hàm số gì các bạn? Chúng ta thay t là bằng e mũ x, vậy t lập phương là e mũ x lập phương. E mũ x lập phương thì các bạn được là gì? A mũ m mũ n là bằng a mũ m nhân n. Vậy là e mũ 3 nhân x. Vậy y ở đây sẽ trở thành hàm số theo biến x thông thường là y bằng e mũ 3x. Từ đó tính đảo hàm y phẩy x. E mũ u đảo hàm thì u phẩy nhân e mũ u. Thì e mũ 3x đảo hàm là 3 lần của e mũ 3x. Chúng ta áp dụng u là 3x. Tiếp theo là y2 phẩy x. Thì chúng ta lại lấy 3 e mũ 3x này đảo hàm tiếp lần thứ 2. 3 lần 3 e mũ 3x đảo hàm. Thì 3 chúng ta đưa ra ngoài. E mũ 3x đảo hàm là 3 lần e mũ 3x tiếp. Nên do đó chúng ta được là 9 e mũ 3x. Bài toán hỏi y2 phẩy giá x bằng 1. Vậy chúng ta chỉ việc thay x bằng 1 trong công thức y2 phẩy x này. Chúng ta được 9 e mũ 3 nhân 1 là 9 e mũ 3. Thì đây là cái đáp án kết quả theo cách giải thứ hai. Chúng ta thấy cũng tương đối ngắn gọn đúng không? Từ đó chúng ta chọn được đáp án rồi. Đáp án B, 9 e lập phương. Thì đây là ví dụ số 9 chúng ta. Bây giờ chúng ta đến với ví dụ số 10, ví dụ cuối cùng trong buổi học hôm nay. Tính đảo hàm cấp 2 y2 phẩy bằng y2 phẩy x tại x0 bằng 2 của hàm số y bằng x được cho bởi dạng tham số x bằng 2 e mũ t, y bằng t bình phương cộng t. Chúng ta chọn một trong 4 đáp án A, B, C, D. Các bạn hãy giải ví dụ này và đối chiếu với đáp án đưa ra. Bây giờ chúng ta cùng xem lời giải cho ví dụ số 10 để kiểm tra đáp án của chúng ta đã giải. Ví dụ 10, hàm số chúng ta là x bằng 2 e mũ t, y bằng t bình phương cộng t. Chúng ta sẽ tính đảo hàm y phẩy x trước thì sử dụng công thức đảo hàm dạng tham số. Y phẩy x thì bằng y phẩy theo t trên x phẩy theo t. Chúng ta sẽ có một số công thức đảo hàm liên quan để sử dụng.
Bây giờ chúng ta có y phẩy theo x thì bằng y phẩy theo t là t bình phương cộng t phẩy trên x phẩy theo t là 2e mũ t phẩy. Ta dễ dàng tính được t bình phương cộng t đảo hàm bằng gì? T bình phương đảo hàm là 2t, t đảo hàm bằng 1. 2e mũ t đảo hàm bằng gì? 2e mũ t đảo hàm là 2e mũ t. Như vậy chúng ta đã tính được y phẩy theo x đảo hàm cấp 1 theo biến x. Kết quả là 2t cộng 1 trên 2e mũ t. Tiếp tục đảo hàm y 2 phẩy x là chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy cái y phẩy x này đảo hàm lần thứ 2 theo biến x. Bởi vì đảo hàm theo biến x cho nên chúng ta phải sử dụng công thức đảo hàm dạng tham số là y phẩy x này sẽ đảo hàm theo tham số t chia cho x phẩy theo t. Y phẩy x của chúng ta là 2t cộng 1 trên 2e mũ t. Còn x chúng ta là 2e mũ t. Thì đến đây để tính cái đảo hàm của tử số này chúng ta phải dùng quy tắc u trên v đảo hàm thì bằng u phẩy v trừ u v phẩy trên v bình phương. 2t cộng 1 trên 2e mũ t lấy đảo hàm thì u là 2t cộng 1 còn v là 2e mũ t. Đấy, u phẩy v là 2t cộng 1 phẩy nhân với v là e mũ 2, 2e mũ t. Rồi trừ cho u v phẩy, trừ cho u v phẩy, u là 2t cộng 1, v là 2e mũ t phẩy là v phẩy. Trên v bình phương là 2e mũ t bình phương. Còn cái mẫu số x phẩy t này 2e mũ t và đảo hàm thì vẫn là 2e mũ t. Thì bây giờ chúng ta tính cái đảo hàm ở cái phần tử số này rồi rút gọn. 2t cộng 1 đảo hàm là gì? 2t cộng 1 đảo hàm là 2, 2 nhân 2e mũ t là thành 4e mũ t. 2e mũ t này đảo hàm vẫn là 2e mũ t. Rồi chúng ta nhân với 2t cộng 1 ở đây. Cái mẫu số 2e mũ t bình phương, 2 bình phương là 4, e mũ t bình phương là e mũ 2t. Vậy cái mẫu của tử số này là 4e mũ 2t. Các bạn hiểu được rút gọn này không? Rồi mẫu số ở đây là 2e mũ t, ta vẫn đang giữ nguyên như vậy. Bây giờ chúng ta rút gọn ở cái tử số của cái tử số này. Mẫu ở đây là 4e mũ 2t, tạm thời đang giữ nguyên. Rút gọn cái tử số ở phía trên thì các bạn đặt e mũ t chung thì đây là 4 trừ cho 4t trừ tiếp cho 2, trừ 2 nhân 1 là trừ 2. 4 trừ 4t trừ 2, 4 trừ 2 còn lại 2, rồi trừ 4t nữa, tất cả nhân với e mũ t. Rồi trên 4e mũ 2t rồi chia cho 2e mũ t này. Bạn rút gọn được là gì? E mũ t giả nước cho e mũ t. Chúng ta có chia phân số là nhân nghịch đảo. Ở đây chia cả cái tử số này chia cho 2e mũ t là nhân với nghịch đảo 1 trên 2e mũ t. Thì gạch cái e mũ t này đi. Tử số còn lại đây là 2 trừ 4t. Mẫu số là 4e mũ 2t nhân với 2 này nữa là 8e mũ 2t. Còn cái e mũ t này chúng ta gạch bỏ rồi. Thì đây là kết quả của y 2 phẩy x 2 trừ 4t trên 8e mũ 2t. Chúng ta hiểu được kết quả rút gọn này không? Y 2 phẩy x bằng 2 trừ 4t trên 8e mũ 2t. Bài toán hỏi tại x sờ bằng 2, tại x không bằng 2 này. Tại x bằng 2 thì chúng ta phải thay x là số 2 rồi. Chúng ta phải tìm cái t này để thay vào công thức y 2 phẩy này. Thì căn cứ vào cái giả thiết. Giả thiết là x bằng 2e mũ t. Vậy x bằng 2 có nghĩa là 2e mũ t bằng 2. Tương đương với e mũ t bằng 1. Thì từ e mũ t bằng 1 thì suy ra t bằng gì? Đó là t bằng log np của 1. Log np của 1 thì bằng 0. Từ đó y 2,2 sẽ bằng, chúng ta sẽ thay t này bằng 0, 2 trừ 4 nhân 0 trên 8 e mũ 0, 2 nhân 0 là 0. Vậy tử số là 2, mẫu số e mũ 0 là 1, 2 phần 8,
Kết quả là 2 phần 8 rút gọn là 1 phần 4. Vậy đạo hàm Y2,2 bằng 1 phần 4. Chúng ta hiểu được kết quả hay không? Sau khi có kết quả này, chúng ta đối chiếu với 4 đáp án. Chúng ta được đáp án chúng ta có đáp án A ở ví dụ số 10. Như vậy chúng ta đã giải xong 10 ví dụ cho bài học hôm nay. Bài toán tính đạo hàm, luyện tập về các bài toán tính đạo hàm dạng tham số. Video bài giảng đến đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh để tìm hiểu thêm các video về toán và LaTeX. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.